Ok, cô TT xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi được các bạn trở lại với kênh Cuộc Sống Bên Pháp của mình. Hôm nay một cái video về một cái bánh mì mình làm ở nhà rất là giản tiện để ăn. Bánh mì cái loại tí hon của bánh mì của mình đã giới thiệu cho các bạn trong mấy cái video kỳ trước rồi. Cái bánh mì này rất là nhỏ nhưng mà ăn mình làm nhiều cái và mình ăn đủ thứ loại ở trong. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái bánh mì này ăn với lại nem chua nè, dưa giá nè, củ kiệu nè, với lại chả lụa nha. Ok, rồi bây giờ cái này là nem chua. Nem chua thì nem chua khi mình làm cái này là mình mua. Cái này là cái loại nem chua mà có lá tầm ruột ở trong, mình mua ở siêu thị về. Và mình thì mình lại thích một cái đặc biệt là nem chua này thì mình đút vô lò vi sóng để mình làm cho nó chín lại và nó chảy cái mỡ ra chút xíu đó. Nên thì nó cái mùi nó cũng rất là ngon, tại vì mình thích ăn vậy. Thì để mình làm cho các bạn xem ha. Bữa nay cái video nhỏ để làm cho các bạn xem một cái buổi ăn và làm cái bánh mì này với lại nem chua. Thì cái lá tầm luộc này mình cũng không có ăn, mình lấy ra và mình không ăn ớt được. Rất tiếc bà con ơi, mình không ăn ớt được tại vì ớt nó cay quá. Đời nó cay đắng rồi, bây giờ đâu có ăn ớt làm chi cho nó cay đắng thêm nữa. Cay quá đau tử chết mồ luôn. Rồi bây giờ lấy cái lá tầm ruột ra nha. Cái này mỗi lần mình mua cái nem chua này về là mình thấy cái bao của nó là rất là công phu. Về lá kia giấy hồng ha, rồi giấy bằng bạc ha, rồi mình để hết hai cái nem chua này, hai nem chua này vô lò vi sóng luôn nha, để mình làm cái bánh mì của mình. Ok, vô lò vi sóng. Thì cái này mình để lò vi sóng mình để khoảng chừng 30 tới 45 sợi gồng, 45 giây ha. Đó thì nó ra nó nóng và nó chảy cái nước mỡ của nó, mà cái nước này rất là ngon. Ok, rồi lấy cái lá tầm ruột này ra thôi chứ không có ăn, tại vì không biết phải lá tầm ruột không, thành ra tránh ăn. Ok, lấy ớt ra, thấy không, thấy làm rất là nhà nghề không, nó lấy một cách cái bằng rất là nhà nghề ra nha, tại vì quen lấy ớt rồi. Rồi bây giờ mình phải lấy cái đồ gì này, mình cắt cái nem chua này ra từ khúc là mình sẽ để trong cái bánh mì này. Các bạn thấy cái bánh mì này nó nhỏ xíu à, kêu là bánh mì tí hon. Thì cắt nó ra làm đôi, đó rất là dễ làm. Rồi để trong lò nướng. Ok, mình để lò nướng rồi mình trở lại nha. Đó, bây giờ mình cắt cái nem chua này ra của mình ra. Các bạn thấy cầm cái đôi đũa rất là tài tử để chận cái nem chua. Đó là một cái kỹ thuật. Ok, cái này nó bốc mùi rất là ngon nha các bạn. Có nhiều người mình có nhiều người bạn Tây họ rất là thích ăn nem chua. Mà ăn vậy không ăn còn nghề hơn mình nữa. Thành ra Tây cái nhiều khi nó ăn nhiều cái nó độc đáo hơn mình nữa. Ăn Tây ăn sầu riêng nữa, có nhiều người vô ăn sầu riêng nữa, mà ăn còn thấy ngon nữa. Đó. Bây giờ chả lụa thì mình cắt một mớ vậy là mình cắt làm đôi để vô cho nó vừa trong cái bánh mì tí hon của mình. Thì bên Tây cái bánh mì nó đã ngon rồi, mà bánh mì mà nó nướng lại nó giòn ngoài, mềm ở trong, nó xốp ở trong, ăn rất là đã các bạn ơi. Thành ra mua bánh mì mà mới về rồi khi mình cắt ra cái mình để mình nướng lại ngoài cho cái ở ngoài nó giòn thiệt giòn, trong nó xốp. Đó thì mình cắt lát gì và mình để vô hết cho các bạn xem. Thì đây có tiêu nè, có chả lụa nè, có dưa giá nè, có củ kiệu. Dưa giá thì mình làm nha. củ kẹo thì mình mua siêu thị. Mấy mốt chắc có dịp làm củ kẹo luôn. Cho một chút Maggi vô. Đó, các bạn thấy nó bắt mắt chưa? Đẹp mắt không? Nhặt vô rồi, bây giờ ăn thử nha. Đó, cái bánh mì tí hon này nó có một cái là nó nhỏ và cái da nó mỏng ha, thành ra cái mình cắn cái ruột ở trong nó rất là xốp, và ở ngoài thì mình đã nướng là rất là giòn. Phải chi cho các bạn ăn được miếng để các bạn thưởng thức, mà rất là ngon. Mình thích làm những cái món vậy, mà nhiều khi cái bánh mì nó bự quá đó, nên mình ăn mình ớn, nên là mình thích cái loại tí hon này. Mình làm từ khúc vậy. Nếu mà đói thì làm khoảng 10 khúc ăn là no cành rồi. Nhưng mà mỗi cái khúc á, có nhiều khi để cái video kỳ tới mình sẽ giới thiệu cho các bạn làm bánh mì này với lại cái món cái bằng risette bên đây, mà nó làm theo kiểu Thái Lan á. Và mình để vô cái bánh mì này, mình trét vô bánh mì này, thành ra các bạn thấy mình ăn cái này rất là tiện, tại vì nó vừa nhỏ ha, nó vừa nghĩa là một cái thì có nhiều khi ăn một buổi thì không đủ, nhưng mà mình làm hai cái, mà tiện cái là nếu mà mình làm hai cái đó thì mình có thể mình làm cái loại khác ha. Thành ra có nhiều khi mình thích, rất là thích chế biến, thành ra cái thì mình làm với cái loại risette mà kiểu Thái, cái thì mình làm với nem chua, cái thì mình làm với chả lụa. Nhiều khi mình có thịt xá xíu thì mình bỏ vô thịt xá xíu. Bánh mì mà mình chan nước mắm vô nữa, chan nước mắm vô, có xá xíu, có nước mắm, có ngọt, có dưa leo, có dưa giá vô là tuyệt vời, tuyệt vời. Có thể mua bên đây là nó có như thế này, hoặc là các bạn đi mua bánh mì ở trong tiệm mỗi ngày thì thường là nó không có bánh mì tí hon này, nó có cái bánh mì bằng bánh mì baguette. Bữa mình cũng đã giới thiệu cho các bạn bánh mì baguette rồi. Nó dài thì là các bạn phải cắt nó ra thì xong rồi đó, thì hoặc là mình mua bánh mì nhỏ nhỏ vậy, thành ra nó có nguyên ổ thôi, mình không có cắt ra gì hết, thành ra mình ăn vừa đủ. Và tiện cái đó là mình ăn không hết á, hay là mình mua một cái bịch này về, một cái bịch này có 10, 15, 20 cái bánh mì tí hon này đóng được. Thành ra nếu mà mình ăn không hết ha, thì mình thí dụ như mình mua mới về thì mình ăn mới đi, rồi mình ăn mới không hết á thì mình để trong cái bao đó thì mình để vô cái tủ lạnh mà ngăn đá đó ha, cái tủ kêu bằng bên đây nó kêu bằng congelator, Mỹ nó kêu bằng freezer là như vậy. Cái tủ lạnh mà bên phía ngăn đá đó thì nó giữ được rất là lâu. Thì vậy thì một ngày hôm sau hay là hai ngày sau mình cần bánh mì đó, mình mở cái tủ lạnh ra, mình lấy cái bánh mì lạnh ra, rồi mình để vô lò vi sóng một chút xíu, cho nó tan đá ra và cho nó mềm. Rồi cái mình lấy cái đó, cái mình để vô cái lò nướng. Cái lò nướng của mình là bên đây bên Pháp nó kêu lò nướng bằng grille pain, tức là nó không phải là cái lò bự nha, không phải lò làm bánh nha, cái lò để cái bánh mì rộng, cái nhấn cái nút khi cái bánh mì khoảng chừng 30 sợi gồng hay là 30 giây hay là 1 phút sau cái nhảy lên là bánh mình đã được nướng rồi, là cái đó cũng rất là tiện. Đó thì mua về đó thì cũng không có nhiều khi không có ăn hết liền, thành ra mình cũng để và mình giữ lại được trong cái tủ lạnh. Rồi cái lúc nào mình muốn ăn đó thì mình lấy ra mình nướng lại, và nó cũng ngon và nó cũng giòn như thế. Thôi rồi, bây giờ đã cho các bạn xem một cái bánh mì của mình làm ăn thường ở trong nhà mình. Thôi bây giờ mình chúc các bạn vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Các bạn xin nhờ các bạn like và sub cái kênh mình, đăng ký kênh mình và xin chia sẻ trên Facebook. Ok, xin chào tất cả các bạn nha.